Hai các bạn, lại là mình Thanh đây. Trong video này á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái máy massage mắt của Kintet, mã là KI925. Đây là một cái máy massage mắt dành cho những cái bạn nào mà đang có vấn đề về mỏi mắt nè, hay là ngứa mắt khi mà làm việc tiếp xúc với lại là những cái thiết bị công nghệ, ví dụ như là máy tính hay là PC hay là điện thoại nhiều. Những người mà làm việc content creator chẳng hạn, tiếp xúc với lại là ánh đèn chiếu trực tiếp vào mặt nhiều á, vào mắt nhiều thì mắt mình sẽ bị mỏi ha, ảnh hưởng. Hoặc là ở nhà ông bà cha mẹ lớn tuổi cảm giác bị ngứa mắt, mỏi mắt thì dùng cái máy này cũng rất là ok luôn nha bạn. Đây là một cái máy mà trong cái tầm giá mình thấy cũng vừa phải, không quá đắt. Tuy nhiên thì cái áp lực của nó khá là mạnh và nó massage cũng rất là nhiều chế độ ha. Các bạn cùng mình tìm hiểu xem cái máy này nó có gì nổi bật và có đáng để các bạn xuống tiền để mua không ha. Đây là cái máy, còn đây là cái phần hộp ha. Các bạn thấy thương hiệu của Kintet á, là một cái thương hiệu massage của Việt Nam. Mình thì cũng đã chia sẻ cho các bạn rất nhiều sản phẩm đến từ cái thương hiệu này rồi, từ hộp nè ha, thiết kế, hàng thiện và kể cả chế độ bảo hành. Thì mình thấy thương hiệu Kintet á, họ làm khá là tốt. Ở phần mặt trước á, thì sẽ có cái máy và remote cũng giống như là nhắn vô những cái tính năng nổi bật của cái phần máy này. Mặt sau của hộp á, thì sẽ để nhiều hơn về thông số kỹ thuật để các bạn có thể là xem được. Bên trong thì các bạn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt đầy đủ để hướng dẫn cho các bạn thao tác cũng giống như là khi sử dụng những chế độ nào đấy thì nó sẽ đầy đủ ở đây. Và đây thì sẽ có một cái phần phiếu bảo hành cũng giống như là một cái QR code để các bạn quét để kích hoạt bảo hành ha. Bên trong hộp á, thì mình thấy Kintet họ còn một cái điểm khá là hay các bạn, là các bạn sẽ có một cái phần túi bằng cái chất liệu vải, kiểu vải nhung các bạn, để các bạn đựng bảo quản cái phần máy massage mắt này. Bên trong hộp á, thì còn một cái điều khiển để các bạn dùng với lại là cái máy này nữa. Thì bây giờ mình cùng các bạn xem cái máy này nó có gì nổi bật nha. Và đây các bạn, bên trong hộp những thứ mà các bạn sử dụng được là cái phần máy massage mắt nè, cái phần remote kèm theo để các bạn điều khiển ha, cái phần điều khiển, phần dây sạc và cái phần túi để các bạn bỏ cái phần máy này vào để tiện mang theo sử dụng. Thứ hết là về phần thiết kế của máy ha, thì các bạn thấy nó nhìn kiểu giống như là một cái kính thực tế ảo đúng không? Nhìn khá là ngầu ha. Về thiết kế, theo phương diện mặt trước các bạn nhìn vào á, thì nếu mà các bạn đeo vô á, nó nằm bên tay phải các bạn là nó sẽ có ba cái phím điều khiển. Đầu tiên á, là cái phần phím nguồn cũng giống như là cái phím mà các bạn bật lên để chọn chế độ luôn. Tiếp theo ở đây có một cái phần phím để các bạn bật tắt túi khí ha, cũng giống như là tăng giảm cái áp lực của cái túi khí. Và cái phím trên này để các bạn tùy chỉnh âm nhạc để các bạn kết nối với điện thoại các bạn nghe, hoặc là các bạn nghe những cái bài nhạc có sẵn bên trong cái phần máy này. Và có một cái phần đèn báo, khi mà các bạn đặt máy lên nó sẽ hiển thị ở đây, hoặc là các bạn cắm sạc vô thì nó cũng hiển thị ở đây cho các bạn luôn nha. Cạnh bên đây á, thì các bạn sẽ thấy là có logo của Kintet và các bạn nhìn kỹ ha. Cái phần máy này thì nó làm bằng cái chất liệu nhựa bóng nhìn khá là đẹp. Phần mặt sau á, thì nó làm bằng cái chất liệu là da phê u nha các bạn, và nó sẽ chia thành hai phần. Phần ngoài á, là cái phần túi khí này các bạn, và cái phần bên trong á, là nối với lại là cái phần túi khí. Khi mà cái mặt bật lên á, là cái motor bên trong đây nè nó sẽ chạy và nó thổi một cái lượng khí ha, nó bơm khí vào hai cái túi này, và hai cái túi này nó sẽ massage cho các bạn. Và với cái massage thông thường không á, thì nó đâu có thấm các bạn. Hai cái miếng này nè, nó cũng có một cái phần phát nhiệt ở bên trong, nhiệt khổng ngoại lên đến là 42 độ. Nên khi mà các bạn đeo lên á, để vào mắt á, thì các bạn bật lên á, thì hai cái phần tấm này nó ấm lên, cực kỳ là thoải mái luôn nha các bạn. Ngoài ấm ra thì sao các bạn, nó còn cái chế độ, đó là chế độ gung ha. Chế độ gung khi mà các bạn bật kết hợp giữa gung kèm theo massage á, thì rất là đã ha. Gung tần số cao mà, nó sẽ gung làm cho cái mắt mình nó cảm giác nó tê tê, khá là thoải mái đó các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần dây đeo ha, dây đeo làm khá là dày dặn và bề bản cũng khá là tốt nha các bạn. Đây, coi diễn là tốt. Các bạn có thể là tùy chỉnh ở đây, nếu mà cái phần đầu các bạn nó hơi to quá thì các bạn tùy chỉnh cho nó giãn gan tí. Còn nếu mà bạn nào mà dùng cái đầu nó hơi nhỏ tí ha, thì các bạn tùy chỉnh cho nó vừa với lại là cái vòng mà các bạn đeo thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chú ý ha, những cái bạn nào mà đeo kính nè hay là kính áp tròng thì nên tháo ra khi mà sử dụng cái máy này để đảm bảo nó an toàn nhất nha các bạn. Thì khi mà bắt xe thì cái máy này nè nó cũng đã được lập trình sẵn là 5 chế độ và nó chạy liên tục trong vòng 15 phút thì nó sẽ tắt nha các bạn. Đầu tiên là chế độ im dịu, khi mà các bạn bật chế độ này lên thì mặc định nó là chế độ này. Chế độ này nó sẽ hoạt động cùng lúc là túi khí và kèm theo đó là nhiệt trị liệu, cùng với lại là nó sẽ phát nhạc du dương để cho các bạn nghe. Nếu mà các bạn không thích nghe nhạc du dương trên cái máy này thì các bạn có thể là kết nối bluetooth với là điện thoại luôn để các bạn nghe, tại vì cái này nó có một cái loa
kết nối Bluetooth được với lại điện thoại để các bạn phát nhạc riêng luôn, khá là hay. Chế độ thứ hai á thì nó là chế độ mạnh, thì lúc này túi khí nó sẽ hoạt động ở công suất là áp lực tối đa, kèm theo đó là nhiệt hồng ngoại và kèm theo nhạc để các bạn nghe cho nó thoải mái ha. Tiếp theo là cái chế độ thư giãn. Ở chế độ này á thì cái phần áp lực nó sẽ tắt và thay vào đó là nó sẽ sử dụng cái phần gung cao tầng, kèm theo đó là phần nhạc để các bạn cảm thấy nó thư giãn nhất ha. Tiếp đến là cái chế độ thứ tư. Tại chế độ này thì cái túi khí nó cũng sẽ hoạt động ở mức mạnh nè và nhiệt trị liệu, kèm theo đó rung và nhạc luôn. Nói chung là tắt phần tập thì cái máy nó hoạt động hết luôn nha các bạn. Cuối cùng là cái chế độ ngủ ngon. Ở chế độ này thì nó chỉ sử dụng cái phần nhiệt trị liệu và nhạc để các bạn nghe thư giãn thôi. Để kết nối Bluetooth giữa cái máy Massage Max với lại điện thoại thì đơn giản thì các bạn ở trên cái phần máy Massage Max các bạn có thể là nhấn giữ vào cái nút áp lực này khoảng chừng vài giây. Trên điều khiển thì nó sẽ đơn giản hơn, các bạn chỉ cần nhấn vào đây, đây nó cũng có nút connect này ha, các bạn nhấn vô cái được. Thì bây giờ mình sẽ kết nối thử cho bạn nghe xem ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở máy lên, mình sẽ nhấn vào trong cái nút này cái nó khi mình bật vào Bluetooth xong rồi thì các bạn sẽ vào trong Bluetooth, các bạn tìm ha, tên Bluetooth là đó, iMassager đó ha, các bạn nhắn vô là được đó, các bạn nhắn vô là được ha. Khi mà kết nối thì các bạn bấm vô nó, các bạn nghe nó nói không đó, xong rồi các bạn mở nhạc lên là nghe được thôi, nó đơn giản như vậy đó các bạn. Khi mà dùng điều khiển thì nó sẽ có kèm theo các bạn những cái phần tính năng để các bạn có thể là dễ dàng sử dụng. Đầu tiên nút M, khi mà các bạn mở máy lên là các bạn bấm chọn được cái chế độ mà các bạn sử dụng ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ có kế nút M dưới đây á, thì nó sẽ có một cái nút để các bạn tùy chỉnh cái áp lực của túi khí. Và song song trên đây thì cái nút hồi nãy mình nói các bạn là nút để bật tắt và kết nối Bluetooth. Và ở đây á, thì cái nút để các bạn có thể là bấm để chuyển bài hát. Và cuối cùng là nút cộng, nút trừ để các bạn tăng giảm được âm lượng của nhạc mà các bạn đang nghe ha. Đối với remote thì đơn giản như vậy thôi. Còn trên thang máy á, thì nó sẽ dễ dàng hơn nha các bạn. Nó đơn giản là các bạn bấm vào phần ba nút để các bạn thao tác. Và ba cái nút này cũng khá là hay, nó có một cái điểm GG lên nè, khi mà các bạn đeo vô thì các bạn có một cái điểm G này ha, bạn giảm vô thì các bạn dò dò ở đây thì nó sẽ có ba cái nút để các bạn nghe thử. Thì bây giờ mình sẽ bấm để các bạn nghe thử những cái phần chế độ cho bạn nghe thử nha. Cho nên các bạn bây giờ mình mở lên nha. Kinh Tech đã sẵn sàng, vui lòng lựa chọn chế độ hiển thị. Mình bấm chọn chế độ khác nha, chế độ massage mạnh, chế độ thư giãn, chế độ đánh thức, chế độ ngủ ngon. Các bạn thấy vừa rung vừa massage không? Về áp lực túi khí thì các bạn có thể là lựa chọn nè, không áp lực, áp lực nhẹ nhàng, áp lực mạnh. Đơn giản không? Khi mà các bạn đeo vô thì cũng khá đơn giản, các bạn tùy chỉnh cho nó đúng như là kích cỡ đầu của các bạn ha. Các bạn đeo vô và các bạn để ý đây nè, nó sẽ có một cái phần công tắc ở đây thì các bạn nhớ ha. Các bạn G thì nó sẽ có một cái phần G. Ở đây á, là cái nút để các bạn là bật tắt. Đó, bây giờ mình sẽ bấm đây cái nè ha. Áp lực mạnh, chế độ massage mạnh, chế độ thư giãn, áp lực mạnh, không áp lực, áp lực nhẹ nhàng. Tiếp theo á, là cái dung lượng pin của phần máy này ha. Dung lượng pin là 1200 mAh. Với dung lượng pin này thì các bạn xài đâu đó từ khoảng 90 phút, có nghĩa là khoảng 1 tiếng rưỡi cho một cái lần sạc pin đầy. Và cái máy này thì nó cũng tự động dừng sau 15 phút hoạt động luôn. Để mà sạc lại được cái máy Massage Max này thì các bạn sử dụng cái cáp UVC họ tặng kèm ha. Các bạn gặp máy lại thì thấy có một cái cổng UVC, các bạn cắm vô. Từ đó tầm khoảng cỡ 2 đến 3 tiếng rồi đấy thì cái máy nó sẽ đầy. Và với 90 phút này các bạn chia ghé thì các bạn dùng được đó tầm khoảng cơ một tuần các bạn mới sạc lại máy. Cho một ngày thì các bạn dùng một lần ha. Các bạn chú ý ha, khi mà dùng máy massage nào cũng vậy thì chú ý là nên dùng một lần một ngày thôi, chứ đừng nên lạm dụng nhiều quá. Tốt nhất là các bạn dùng vào buổi tối chuẩn bị đi ngủ thì các bạn xài cái máy này khoảng 15 phút xong rồi ngủ. Thì mình trải nghiệm bữa giờ khoảng hơn một tuần thì thật sự nó khá là hiệu quả nha các bạn. Mình thì làm việc nhiều với lại là máy tính điện thoại, mình viết kịch bản, mình lên kịch bản, mình chỉnh sửa nội dung ha, mình làm tất cả tất tần tật trên máy tính hoặc là trên điện thoại nhiều. Một ngày nào đó tầm khoảng cỡ 8 hoặc là 9 tiếng có thể là hơn. Mắt mình nè, bạn thấy không, khá là thâm. Và mình làm việc ở trực tiếp với mình á là hai cái đèn to, hai cái đèn công suất khoảng đâu đó 100W chiếu thẳng như mắt của mình hàng ngày luôn. Khi mà mình quay
video thì các bạn thấy nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Một cái chiếc máy massage mắt như vậy á, thì cái giá thành nó không có cao đâu, tuy nhiên thì nó sẽ giúp các bạn đỡ mỏi mắt, đỡ chảy nước mắt ha, cũng giống như là cảm giác nó dễ chịu hơn. Với cái mức đầu tư này á, thì chỉ đâu đó khoảng hơn một cái kính xịn xịn một tí thôi các bạn, hoặc là thậm chí thua một cái kính xịn xịn nữa, nhưng mà các bạn đầu tư để chăm sóc sức khỏe hay là làm quà tặng cho người thân của mình hay là cho bản thân các bạn thì mình thấy nó cũng rất là ok. Về phần mức giá thì mình tham khảo hiện tại thì đâu đó tầm khoảng cỡ 1.500.000 khi mà các bạn áp mã các kiểu đầy đủ ha, có thể là rẻ hơn hoặc là mắc hơn một tí tùy vào cái tài khoản các bạn mua. Link mua thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn có thể là bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà các bạn cảm thấy video hay thì nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh của mình. Muốn mình review thêm sản phẩm nào của nhà Kintech nữa thì nhớ comment cho mình biết, mình sẽ mua về review cho bạn. Bye bye.